ta có thể triệu hoán chư thiên thần ma a mạn đáp keng, chói chặt hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đau quá, làm triệu lân chậm rãi mở hai mắt ra lúc chỉ cảm giác thân bên trên truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Hắn phát hiện bản thân đã ngồi ở long ghế dựa phía trên, chung quanh tràng cảnh, nhiễm nhiên là ở hoàng cung bên trong triệu lân, người ngu ngốc không đạo, khí số đã hết, nhanh chóng cho lão tử từ hoàng đế trên bảo tọa lăn xuống đến, khỏi bị đau khổ ra thịt. Đại điện bên trong, một tên thân mặc tử sắc cẩm bào thanh niên tiếu dung vô cùng dữ tợn, dẫn theo một đem lợi kiếm, hướng về phía triệu lân quát to đạo. Triệu lân, tại nghe được cái tên này chốc lát, triệu lân não hải chỗ sâu ký ức như nước thủy triều phun trào hắn, tên là Triệu Lân, là một cái thế kỷ 21 học sinh cấp 3. Nhưng là kiếp này, hắn là đại tống triều tiểu hoàng đế. Mặc dù tuổi gần 13 tuổi, nhưng lại là bao trùm vạn người phía trên, thống trị ức vạn lê dân cửu ngũ trí tôn. Nhưng mà, hắn chỗ thống trị đại tống triều, bây giờ lại gặp liệt hỏa đế quốc Tây Nhung quốc cùng An Nam quốc liên thủ xâm lấn, vạn dặm cương thổ mất hết, sơn hà phá toái, bấp bênh liền kinh đô đều bị công phá, triệu lân phụ hoàng, hoàng huynh, toàn bộ bị giết, cuối cùng, toàn bộ hoàng tộc chỉ còn lại vẫn còn vị thành niên triệu lân một người. Triệu lân may mắn được thoát, tại trong chiến loạn đăng cơ làm đế, bị đại tống triều còn sót lại tướng sĩ hộ tống đến nhai sơn thành, lui giữ toàn này tân hải thành nhỏ. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, thân cư đại tướng quân vị tiết mãng phát động phản loạn, phế bỏ hắn đế vị. Triệu Lân còn rõ ràng địa nhớ kỹ, tiết mãng dẫm lấy bản thân thân thể, càn dỡ cười to đạo. Triệu Lân, kiếp sau đầu thai, đem con mắt đánh bóng điểm, có thể đừng có lại làm cái phế vật hoàng đế, hắn đau khổ cầu khẩn, đến cuối cùng lại vẫn là chạy không khỏi bị giết vận mệnh. Đáng chết tiết mãng, Triệu Lân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chợt hắn lại có chút kinh dị. Hắn không phải đã trải qua chết tại tiết mãng trong tay sao? Như thế nào lại về đến nơi này? Triệu lân ánh mắt lộ ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Triệu lân, ngươi còn dám giả câm vờ điếc, nhìn lão tử không đem ngươi hai cái đùi cắt ngang. Gặp triệu lân tại trên lòng ỉ thờ ơ, tử bào thanh niên trong hai mắt để lộ ra âm hàn chi ý, rút kiếm từng bước một hướng về triệu lân áp sát tới gặp được cái này từng bước ép sát từ bào thanh niên triệu lân không khỏi nhíu mày người trước mắt này chính là cái kia đại tướng quân con trai của tiết mãng tiết trung tiết trung niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã là cấm quân chỉ huy sứ thống lĩnh ba nghìn cấm quân bây giờ tiết mãng phản loạn tiết trung càng là sung làm người tiên phong bây giờ trực tiếp lên điện bức thoái vị chẳng lẽ nói, hắn mới vừa vặn trọng sinh trở về, liền lại muốn dẫm lên vết xe đổ, bị cái này tiết trung bắt hay sao, keng, mạnh nhất đế hoàng hệ thống mở ra. Đang ở triệu lân nắm đấm nắm chặt thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm lại là tại trong đầu vang lên. Triệu lân con mắt đột nhiên sáng lên hệ thống kích hoạt miễn phí đưa tặng tân thủ đại lễ bao lập tức mở ra triệu lân tức khắc mừng rỡ vạn phần keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được một chương thần ma triệu hoán thẻ thu hoạch được vũ khí thánh hoàng kiếm thu hoạch được công pháp thiên tử thông thần thuật thánh hoàng kiếm hoàng đế chuyên môn thánh binh phong lợi vô cùng thị gian nịnh tiểu nhân máu có thể thăng cấp vì vô thượng thần binh thiên tử thông thần thuật chỉ có hoàng đế có thể tu luyện vô thượng thần công học tập này công có thể hấp thu lê dân tín ngưỡng chi lực hóa thành thần lực tu luyện bản thân không hổ là mạnh nhất đế hoàng hệ thống đều là đồ tốt triệu lân tâm thần hết sức kích động lập tức mở ra tự thân giao diện thuộc tính ký chủ triệu lân công pháp thiên tử thông thần thuật đệ nhất trọng thuộc cấp tạm thời chưa có hậu cung tạm thời chưa có con dân 360 vạn, điểm tính ngưỡng. Nam, điểm tính ngưỡng chỉ có nam. Triệu Lân khóe miệng một trận co rúm. Thực tế khó có thể tưởng tượng, tốt xấu 360 vạn con dân, điểm tính ngưỡng dĩ nhiên chỉ có nam. Ý tứ liền là cái này 360 vạn trong đám người, dĩ nhiên chỉ có nam người tại tín phụng hắn vị hoàng đế này. Khó trách hắn thiên tử thông thần thuật không có hiệu quả chút nào, cùng không tu luyện một dạng triệu lân ánh mắt không ngừng lóe lên nhất định phải trọng chỉnh sơn hà khôi phục hắn thiên tử quyền uy nhường người trong thiên hạ đều biết rõ hắn triệu lân tồn tại cái này danh con chẳng lẽ bị sợ choáng váng hay sao tiết trung nhìn về phía triệu lân trong mắt tràn đầy mỉa mai chi ý tại hắn nhìn đến triệu lân loại này vô dụng đồ hèn nhát phế vật gì từng trải qua qua loại chiến trận này hiện tại khẳng định là bị dọa đến tè ra quần rồi kết quả trực tiếp hắn a à. tiết trung trong mắt đột nhiên chuồn qua một vẻ giữ tợn chi ý giơ lên cao cao đồ đao liền muốn hướng về phía triệu lân chém xuống tiết trung ngươi tổ tiên thế nhưng là đại tống triều khai quốc công thần thời đại tận trung vì nước bây giờ ngươi lại được này xoán nghịch sự tình xứng đáng ngươi tiết ra liệt tổ liệt tông sao đột nhiên, Triệu Lân ngẩng đầu, trong hai mắt đột nhiên chuồn qua hàn mang, hắn ngồi ngay ngắn long ghế dựa phía trên, một cỗ thượng vị giả khí thế bộc phát, hướng về phía Tiết Trung lạnh lùng trách mắng. Tiết Trung nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, thân thể đúng là không tự chủ được địa lui về phía sau hơn 10 bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi chi ý. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hắn thế mà nhường cái này triệu lân cái phế vật này đồ hèn nhát cho quát lui chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên tử chi uy? Cái gì cầu thí thiên tử, bất quá là một cái 13 tuổi oa oa mà thôi. Rất nhanh, Tiết Trung liền lung lay đầu, lập tức trong mắt sông lên vẻ tàn khốc, hướng về phía sau lưng cấm quân thị vệ vung thủ hạ lệnh, giết cái này cái hôn quân. Vừa dứt tiếng, mấy tên thị vệ rút ra yêu đao, tức khắc sói nhào mà đến. Bọn hắn khắp khuôn mặt là kích động. Sát hoàng đế, quá uy phong, quá kích thích. Triệu lân mặt lộ đùa cợt, chợt trong mắt đột nhiên chuồn qua vẻ sát cơ, sử dụng thần ma triệu hoán thẻ, ầm vang. Một tiếng sét vang vọng, đại địa đều đang run rẩy trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo lưu tinh, đột nhiên xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống. Uy thế kinh thiên động địa, tất cả mọi người là tâm thần vì đó run lên. Động tĩnh này, hay là từ thiên ngoại mà đến, chẳng lẽ là Kakaro? triệu lân thần sắc chấn động, hai mắt quang mang bắn ra bốn phía, cảm xúc vô cùng mênh mông. Bành, nương theo lấy một thanh kinh người nổ mạnh, đại điện khung đỉnh bị sinh sinh địa đập ra một cái động lớn, lưu tinh trị lạc tại bên trong đại điện, nháy mắt bạo tạc, cả tòa đại điện kém chút giải thề. Cái kia phóng tới triệu lân mấy tên cấm quân thị vệ, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, hài cốt không còn kinh khủng sóng xung kích giống như như sóng to gió lớn trong điện quét sạch mà ra, sao, ở đó ngập trời bụi mù phía dưới, một đạo cực kỳ khôi ngô cường tráng thân ảnh hiện lên đi ra. Cái này đạo nhân ảnh, có chừng cao hơn 2 mét, đục người khoác trọng giáp, ngay cả mặt mũi bộ phận đều bị mặt nạ che khuất, hai mắt huyết hồng, toàn bộ người tản mát ra nồng đậm sát phạt chi khí. Phẳng phất từ núi thay trong biển máu đi ra trên vai hắn, khiêng một chuôi cự đại chiến phủ, chiến phủ phía trên, lôi quang ba động, dòng điện bắn ra bốn phía, bà khí vô biên. Mặt tướng điển vi, nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, không chối tử, ở nơi này đạo khủng bố ảnh dáng lâm chỉ một thoáng, hắn liền lập tức hướng về triệu lân ôm quyền hành lễ, tiếng chấn như sấm. Điển vi, triệu lân hơi sững sờ, chợt cuồng hỉ điển vi tam quốc thời kỳ tào tháo tên hộ vệ kia có thể địch nổi lữ bố điển vi hậu thế dân gian vốn có một lữ hai triệu ba điển vi mà nói nhưng triệu lân cho rằng điển vi bị đánh giá thấp điển vi nếu không phải là bị nhân thê cuồng ma tào tháo hố dẫn đến tráng niên mất sớm chiến tích không nhiều cuối cùng hắn thành liền không phải chỉ nơi này nếu chỉ luận cận chiến vật lộn năng lực chỉ sợ liền là lữ bố cũng không phải đối thủ của hắn triệu lần cuồng hỉ phía dưới lập tức từ trong hệ thống điều ra điển vi tin tức tính danh điển vi tu vi nhất phẩm đại tông sư công pháp bạo huyết quyết thần thông cứu cực cuồng bạo thiên phú không giới thiệu tam quốc nổi tiếng mãnh tướng có vạn phu bất đương dũng tiến vào cứu cực cuồng bạo trạng thái sau lấy bộ phận linh trí làm đại giá đem chiến lực tăng gấp bội có thể vượt cấp mà chiến ta có thể triệu hoán chư thiên thần ma a mạn đáp dũng tướng luyện binh thuật nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com đại tông sư triệu lân trong lòng hơi động cái này thế giới là một cái tồn tại võ đạo văn minh thế giới võ giả chia làm ba cái cấp độ hậu thiên tiên thiên đại tông sư hậu thiên võ giả, thân thể trải qua qua thiên truy bách luyện, nhục thân cường hãn, đặt ở bất luận cái gì quốc gia bên trong, đều có thể thu được một tịch chi địa. Tiên thiên võ giả, có thể thúc đẩy chân khí ngăn địch tính là chân chính cao thủ, lấy một địch trăm không nói chơi, các quốc gia đại tướng, trên cơ bản đều ở đây cấp độ. Cái này cấp bậc võ giả, tức chính là phóng tới giang hồ đi lên, đó cũng là khai tông lập phái nhân vật về phần đại tông sư, vậy thì là đạt đến võ đạo đỉnh phong, đột phá nhân thể nhục thân cực hạn, là danh phó kỳ thật một đấu một vạn. Loại này cấp bậc cường giả, phóng nhãn cả phiến thiên địa, chỉ sợ đều là phượng mau lân giác tồn tại. Đại Tống Triều đã từng cũng có một vị đại tông sư tọa chấn, nhưng là ở Hoàng Đô bị công phá thời điểm, bị liệt hỏa đế quốc Tây Nhung quốc cùng An Nam quốc phái ra ba vị đại tông sư vây công cuối cùng trọng thương vẫn lạc thân tử đạo tiêu bây giờ đại tống triều nếu là còn có đại tông sư tại không đến nổi ngay cả tông miếu xã tắc đều không bảo trụ triệu lân không nghĩ đến đến từ tam quốc thế giới mãnh tướng điển vi dĩ nhiên cũng là một vị đại tông sư cái này người lai lịch thế nào Tiết Trung bị trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống tư thế làm cho sợ hết hồn, dù sao cũng là thất phẩm hậu thiên cao thủ hắn, tự nhiên có thể phát giác được điển vi khí tức kinh khủng. Đối phương tu vi, mạnh hơn hắn không phải nhỏ tí teo. Người này, chẳng lẽ là một vị đại tông sư? Không có khả năng, đại tống triều liền một vị đại tông sư, hơn nữa đã trải qua cúp từ cái kia lại nhô ra một cái đại tông sư chỉ cần không phải đại tông sư, hết thảy đều dễ làm. Điển tướng quân, đám này phản tặc vào cung hại chẫm, chẫm mệnh ngươi lập tức giết tặc bình định, bắt giữ nghịch tặc tiết trung, triệu lân nhìn xuống tiết trung đám người, đối điển vi hạ chỉ lệnh. Mà tướng lĩnh chỉ, điển vi không chứa một chút tình cảm thanh âm vang lên, chợt trong đôi mắt hàn ý lóe lên, một loáng sau, hắn cánh tay phải chỉ là vạch một cái, một đạo huyết sắc phủ cương từ chính diện bổ ra ngoài đem một con đường dẫn bên trên tất cả bóng người toàn bộ oanh sát hóa thành từng đoàn từng đoàn xương máu mà thân ảnh hắn thì là giống như tật phong đồng dạng hướng về tiết trung lấp lóe mà đi không tốt nhanh bảo hộ ta tiết trung mặt như màu đất đang muốn lui lại nhưng đã chậm trong chớp mắt một đầu bị thiết giáp bao khỏa đại thủ đã là dò xét tới điển vi phảng phất là bắt con gà con một dạng bắt được tiết trung cổ bên ngoài đại điện lại truyền tới như nước thủy triều tiếng la giết, phảng phất có vô số binh sĩ tại đánh trống gieo hò. Nghe được ngoài điện động tĩnh, tiết trung trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, triệu lân, ngươi như dám giết ta, ngoài điện ba nghìn cấm quân chắc chắn đưa ngươi lột ra chóc thịt, có đúng không? Triệu lân khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, chậm ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem, chậm cấm quân, đến tột cùng là ngươi, hay là nghe chậm, đại khánh điện bên ngoài lít nhà lít nhít cấm quân đem cung điện vây quanh số trọng từ hai vị phó chỉ huy sứ quách cương đỗ thành thống lĩnh bọn hắn chiếm được tiết trung mệnh lệnh nhường bọn hắn mang binh đến đây phong tỏa hoàng cung tiết trung đây là muốn thí quân hai vị phó chỉ huy sứ đã trải qua có thể đoán được tiết trung nghĩ làm cái gì nhưng bọn hắn hai người đối với đại tống triều vị này tiểu hoàng đế không có bất kỳ cái gì trung tâm có thể nói Thí liền thí đi, bọn hắn biết rõ, Tiết Mãng đã trải qua tiến vào trước mắt tòa này hoàng đế tẩm cung, mà bọn hắn chỉ cần ở nơi này bên trong chờ đợi tin tức liền có thể. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là lần này cung biến có thể không cần tốn nhiều sức thời điểm, đột nhiên lại trên trời rơi xuống dị tượng. Có đồ vật nện vào đại khánh điện bên trong. Vừa rồi cái kia là cái gì, thiên thạch quách cương mặt có kinh hãi không phải thiên thạch ta xem trọng giống như là một người đỗ thành một mặt nghiêm túc địa đạo làm sao có thể quách cương dung lắc lắc đầu một mặt không tin tính toán thời gian tiết trung đại nhân cũng nên đi ra rồi hả đỗ thành sắc mặt có chút ngưng trọng hắn mơ hồ có loại không ổn cảm giác vừa rồi cấp độ kia thiên địa dị tượng nên sẽ không đối bọn hắn lần hành động này có ảnh hưởng gì a à? có người đi ra đúng lúc này thời gian quách cương tiếng kinh hô vang lên Đỗ Thành vội vàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái kia cửa cung chỗ, rõ ràng là tồn tại bóng người đi ra, là tiểu hoàng đế, hắn không chết. Thấy rõ ràng bóng người bộ dáng sau, quách cương sắc mặt cấp tốc khó coi. Sau lưng triệu lân, còn có một đạo giống như như tháp sắt thân ảnh đi theo. Mà Tiết Trung, lúc này đang giống như một đầu chó chết, bị cái này đạo như tháp sắt thân ảnh cho ném ra đại điện. Cung biến thất bại. Hai người sắc mặt đều là biến đổi, chậm cũng chưa từng hạ chiếu, khanh các loại cớ gì mang binh đến đây?" Triệu Lân mở mắt ra, trong tay Thánh Hoàng kiếm chỉ hướng Quách Cương cùng Đỗ Thành hai người, lạnh giọng đạo. "Cái này?" Hai người trên thân toát ra mồ hôi lạnh, việc này chính là Tiết trung chủ mưu, có thể bây giờ Tiết trung đã bị cầm, cái này phản còn có thể tiếp tục tạo xuống sao?" các ngươi hai cái ngu xuẩn tại làm cái gì, đúng lúc này thời gian, tiết trung lại là kêu lớn lên, nhiều người như vậy sợ cái dám Lên cho ta, làm thịt cái phế vật này, răng rác, còn không chờ hắn nói hết lời, một tiếng vang giòn, sau đó một khỏa đầu người liền lăn xuống tại đĩa. Tiết trung mở to hai mắt nhìn, trên mặt còn lưu lại khó có thể tin, chết không nhắm mắt. Một kiếm giết tiết trung, triệu lân thân thể có chút khó chịu có nôn mửa xúc động. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Triệu lân sâu hút vài hơi khí, vừa rồi kềm chế cỗ này mãnh liệt cảm giác khó chịu. Hắn bản có thể để điển vi động thủ, nhưng người này, hắn nhất định phải tự mình tự tay mình giết. Bởi vì dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng thiên tử chi uy. Mới có thể khuất phục những cấm quân này. Nghịch tặc tiết trung, ý đồ phạm thượng làm loạn, đã trải qua đền tội, còn có ai nghĩ bước hắn theo gót, triệu lân dơ lên nhuốm máu thánh hoàng kiếm, lạnh lùng uống đạo. Quách cương cùng đỗ thành hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt liền gần như đồng thời hướng về triệu lân quỳ xuống, chăm miệng một lời địa đạo. Tiết trung mưu đồ tạo phản, chết chưa hết tội, chúng ta thụ tiết trung che đậy, đã quấy giày bệ hạ, mong rằng bệ hạ tha mạng chậm biết rõ hai vị chỉ huy sứ là bị tiết trung bức hiếp, chậm sẽ không trách tội các ngươi. Triệu lần biết rõ, hiện tại chỉ có hai người này có thể trưởng khống cấm quân, hai người này còn có giá trị, coi như muốn giết, cũng không phải hiện tại. Các ngươi hai người, đem vẫn như cũ đảm nhiệm phó chỉ huy sứ chức vị, nhưng từ nay về sau, từ điển vi tướng quân đảm nhiệm cấm quân chỉ huy sứ chức vị quách cương cùng đỗ thành nghe được câu nói đầu tiên lập tức an lòng không ít nhưng hoàng đế câu nói thứ hai nhường bọn hắn lấy làm kinh hãi sau đó ánh mắt liền nhìn phía cái kia đạo như tháp sắt bóng người điển vi tướng quân hai người nhướng mày bọn hắn có thể chưa từng nghe nói qua cái tên này tuy nói từ trên người đối phương phát ra khí tức khủng bố nhường bọn hắn có chút kinh hồn táng đảm nhưng là cấm quân chỉ huy sứ vị can hệ trọng đại há có thể như thế tùy tiện địa trao tặng hắn người tựa hồ là nhìn ra quách cương cùng đỗ thành hai người trong lòng suy nghĩ triệu lân khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng độ cung chợt cao giọng đạo điển vi tướng quân là ta đại tống triều duy nhất đại tông sư các ngươi người nào cảm giác được bản thân so với hắn càng có tư cách có thể trực tiếp hướng hắn khiêu chiến cái gì đại tông sư Quách Cương cùng Đỗ Thành kinh hãi, tức khắc hồn bất phụ thể. Toàn thể cấm quân xôn sao? Trong thiên hạ, ai dám khiêu khích Đại Tông Sư? Khó trách tiết trung hội giống con gà con tử một dạng, bị người này cho sách trong tay, động đậy không được. Nghĩ không ra ta Đại Tống Triều vẫn còn có Đại Tông Sư tại, lo gì không thể nhận phục mất địa trọng chỉnh Sơn Hạc, Quách Cương cùng Đỗ Thành hai người thần sắc phấn chấn địa đạo. Ngô Hoàng Vạn Tuế ba nghìn cấm quân cùng nhau hô to thanh thế dung trời keng điểm tính ngưỡng cộng ba nghìn chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống ban thưởng dũng tướng luyện binh thuật ta có thể triệu hoán chư thiên thần ma a mạn đáp đại tống triều được cứu rồi nghe chọn bộ tại mê truyện audio com triệu lân nhãn tỉnh sáng lên dũng tướng luyện binh thuật có thể ban thưởng cho điển vi nhường đối phương luyện được tinh nhuệ dũng tướng vệ sĩ Dũng tướng vệ sĩ, mỗi một vị đều là đỉnh tiêm hậu thiên cao thủ, nếu là luyện được số lượng nhất định, có thể phát huy ra chỉnh thể sức chiến đấu càng là kinh người. Không chút do dự, Triệu Lân liền đem bản này dũng tướng luyện binh thuật ném cho Điển Vi, mở ra hệ thống nhiệm vụ, vững chắc hoàng vị, điểm tính ngưỡng tăng lên tới 10 vạn. Nhiệm vụ ban thưởng, thần ma triệu hoán thẻ một chương, 10 vạn triệu lân lấy làm kinh hãi hiện tại hắn vừa mới thu phục ba nghìn cấm quân mà thôi muốn đem điểm tính ngưỡng đi đến mười vạn đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá hiện tại hắn có điển vi dạng này đại tông sư cường giả ở bên lại trưởng khống cấm quân đã trải qua bước ra khó khăn nhất bước đầu tiên hoàng nhi đang ở triệu lân mới vừa giải quyết hết cung biến thời điểm đột nhiên nơi xa lại truyền tới một đạo nữ tử thanh âm Triệu Lân theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt bên trong, một tên ung dung hoa quý cung trang Mỹ phụ, mang theo một nhóm thái giám cung nữ vội vã địa chạy tới. Người tới chính là Đại Tống Triều Thái Hậu, Triệu Lân mẹ đẻ. Gặp qua mẫu hậu, Triệu Lân hướng về phía Thái Hậu khom người, thi lễ một cái. Hoàng Nhi, ai ra nghe nói tiết chung cái kia chó nô tài phạm thượng làm loạn, không có thương tổn ngươi đi, Thái Hậu vội vàng dò xét Triệu Lân, kiểm tra Triệu Lân thân thể không sao, Tiết Trung đã bị ta xử quyết, Triệu Lân cười nhạt một tiếng. Xử quyết, Thái Hậu một mặt kinh ngạc, Tiết Trung thế nhưng là thống suất ba nghìn cấm quân chỉ huy sứ, mà Triệu Lân chỉ là một cái không có thực quyền tiểu hoàng đế, cái sau là thế nào trấn áp lần này cung biến. Không những như thế, cái kia quách cương cùng đỗ thành chỉ huy ba nghìn cấm quân, dĩ nhiên toàn bộ đều hướng về phía triệu lân cúi đầu nghe theo, nhìn bộ dáng mười phần thuận theo càng làm cho Thái hậu mười phần kinh ngạc. Đây là nàng quen thuộc Triệu Lân sao? Chẳng lẽ nói, nàng vẫn luôn không để mắt đến nàng đứa con trai này mới có thể. Kỳ thật, Triệu Lân có trở thành một đời hùng chủ tiềm chất. Cái này khiến nàng cảm giác sâu sắc an ủi. Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tiết trung thi thể bên trên, chợt trong mắt liền hiện ra một tia hàn khí. Cái này tiết trung, tốt lớn mật, dám mang binh vào cung, phạm thượng làm loạn triệu lân nghe vậy nhưng có chút xem thường nhàn nhạt địa đạo mẫu hậu tiết trung là đại tướng quân tiết mãng nhi tử nếu như không có phụ thân hắn duy trì hắn sao dám mang binh tạo phản thái hậu gật gật đầu trong mắt hàn mang dâng trào tiết mãng cái này cẩu vật lại dám đánh hoàng vị chủ ý ai ra cái này liền hạ lệnh đem hắn bắt lại chém đầu gian chúng tiết mãng loại này hạng người vô năng thân không tất công khi thắng khi bại toàn bộ nhờ luồn cúi thúc ngựa mới lấy được đại tướng quân vị bây giờ vậy mà còn dám mưu chiều soán vị thật sự là lẽ nào có cái lý ấy mẫu hậu không thể đánh rắn động cỏ triệu lân khoát tay áo bây giờ tiết mãng quyền khuynh triều chính chỉ sợ trong triều trên dưới siêu qua chín thành quan viên cũng đã cùng hắn tối thông xã giao như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ Ngược lại sẽ bước đến hắn, chó cùng dứt dậu cùng ta nhóm Ngọc Thạch câu phần Hoàng Nhi nói có đạo lý Thái hậu nhãn tỉnh sáng lên cái kia Hoàng Nhi ngươi chuẩn bị làm thế nào tương kế tự kế triệu lân trong mắt chợt chuồn qua một vòng tinh quang phong tỏa tin tức không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ đêm nay chuyện phát sinh muốn để tiết mãng coi là cung biến đã trải qua thành công ngày mai buổi sáng chúng ta tại trên triều đình lại hảo hảo chừng trị hắn. Triệu Lân sớm có kế hoạch tiết mãng hiện tại hoàn thủ nắm binh quyền, chỉ có đến triều đình phía trên thu thập đối phương, mới có thể tránh miễn đối phương phát động càng lớn quy mô binh biến. Binh không được huyết nhận địa đem hắn diệt trừ. Thái hậu trên mặt lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Nàng Hoàng nhi lớn lên, đại tống triều có lẽ có cứu được. Nhưng mà Triệu Lân tâm tư lại đều tại tự hỏi hôm nay Triều Đình sự tình, hôm nay tảo triều, hắn muốn triệt để diệt trừ Tiết Mãng, cũng đem hắn phản đảng một mẻ hốt gọn. Dực ngày, Triều Đình phía trên, quần thần dựa theo chức quan cao thấp, theo thứ tự theo ngự đạo hai bên, có thứ tự địa tiến vào Kim Loan điện bên ngoài. Người cầm đầu chính là đại tướng quân Tiết Mãng. Đại tướng quân, lệnh lang hôm qua xuất cấm quân phát động cung biến, lúc này khẳng định đã trải qua có kết quả. Ha ha, một cái 13 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa, hắn có cái gì tư cách ngồi cái này hoàng vị, tiết mãng đại tướng quân anh minh thần võ, mới là cái này đế vị không được hai người tuyển. Triệu Lân tiểu nhi hẳn phải chết không nghi ngờ, đại tướng quân chuẩn bị đăng cơ a. Bách quan bên trong, hiển nhiên đại bộ phận cũng đã cùng tiết mãng cấu kết ở cùng một chỗ, bọn hắn hôm nay rất sớm địa tắm rửa đốt hương, tới nơi này kim loan điện bên ngoài. Chính là vì nghênh đón tân chủ. Không vội, đun sôi con vịt nó không bay được, tiết mãng cười rung lắc lắc đầu, hiện tại, khuyển tử cũng đã nhấc lên cái kia cẩu hoàng đế đầu người, ở nơi này trong điện kim loan chờ tại hắn nhìn đến cái này hoàng vị đã là hắn vật trong túi tiết trung thủ hạ có ba nghìn cấm quân mà triệu lân là một cái người cô đơn trận này cung biến căn bản không có thất bại khả năng vậy chúng ta liền trước giờ chúc mừng đại tướng quân đúng vậy a à đại tướng quân đợi ngài sau khi lên ngôi có thể chớ quên chúng ta ủng hộ chi công a à. văn võ bá quan nhau nhau hướng về tiết mãng chúc mừng Tiết Mãng một mặt vẻ tự đắc liên tục gật đầu, lúc này mới dậm chân tiến nhập Kim Loan Điện bên trong. Nhưng mặt chờ hắn nhóm tiến vào Kim Loan Điện sau đó, không ngờ phát hiện cái kia ngự tọa phía trên cũng đã ngồi một đạo thiếu niên thân ảnh. Tiết Mãng đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì cái kia ngự tọa bên trên bóng người không phải người khác, lại chính là Triệu Lân. Sống sờ sờ Triệu Lân, làm sao có thể? Người không phải đã trải qua? Tiết mãng trong mắt đều suýt nữa rớt đi ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tiết trung đêm qua xuất lĩnh ba nghìn cấm quân vào cung, dĩ nhiên không có thể giết triệu lân. Đã trải qua cái gì? Chết sao, triệu lân khóe miệng nổi lên một vòng trêu tức chi ý, có ngươi tiết mãng đại tướng quân hộ giá, chậm làm sao có thể chết đây? ngón tay hắn gõ lòng ỉ lan can toàn bộ trong điện kim loan lặng ngắt như tờ chỉ có thể nghe được triệu lân ngón tay tiếng đánh phẳng phất mỗi một cái đều gõ vào quần thần trên trái tim triệu lân không chết như vậy tiết trung đây tiết mãng tim đập rộn lên trong lòng có loại dự cảm bất tường triệu lân trong mắt chợt chuồn qua một tia lãnh ý hắn phất phất tay cao giọng đạo người tới tiết đại tướng quân hộ giá có công thường thưởng, chữ dứt tiếng, triệu lân bên người, một tên lão thái giám đi lên đi trước, trong tay hắn, bưng một cái hắc sắc hộp gấm, đi tới tiết mãng trước mặt. Đại tướng quân, đây là bệ hạ đối với ngươi ban thưởng, nhanh thu cất đi, lão thái giám hai mắt nhìn chằm chằm tiết mãng, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Tiết mãng hít thật sâu một hơi khí, đang muốn đưa tay đón, lão thái giám lại hai tay buông lỏng, hộp gấm trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Răng rác hộp gấm ngã trở thành khối vụn, một loáng sau, một khỏa đẫm máu đầu người liền từ trong đó lăn đi ra. Một đôi tròn vo tròng mắt, vừa vặn cùng tiết mãng đối mặt. Tiết mãng đồng tử thít chặt, chợt sắc mặt đột nhiên trắng bạch. Văn võ bá quan nhao nhao biến sắc. Cái này, không phải tiết trung đầu người sao? Trung nhi, tiết mãng như cha mẹ chết tiếng gào thét đột nhiên ở nơi này kim loan điện bên trong vang vọng mà lên. Tiết Trung là hắn con trai duy nhất. Tương lai trăm năm về sau, phải thừa kế hắn y bát kéo dài hắn tiết ra hương hỏa, hiện tại cứ thế mà chết đi. Cẩu hoàng đế, người dám giết con ta, ta đòi mạng ngươi. Tiết mãng hai mắt muốn phun ra lửa, trên người sát ý điên cuồng bắn ra. Ta có thể chịu hoán chư thiên thần ma a mạn đáp nên giết, các ngươi toàn bộ đều nên giết. Nghe chọn bộ tại mê -audio com sau lưng hắn, hơn 10 tên võ tướng nhao nhao rút vũ khí ra, đem triệu lân cho vây kín không kẽ hở. Tiết mãng, nhanh chóng dừng tay, không muốn sai lầm. Quách cương cùng đỗ thành hai người, liền bận bịu tiến lên, ngăn lại tiết mãng. Liền bằng các ngươi hai cái, cũng muốn ngăn cản bản đại tướng quân nhìn qua quách cương cùng đỗ thành hai người tiết mãng trên mặt lại là nổi lên một vòng mỉa mai chi ý sau đó hắn chợt phủi tay chỉ thấy phía sau hắn võ tướng nhao nhao tránh ra ra một đầu đạo đến một tên thân mặc trường bào màu đỏ ngòm đao khách xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm từ nơi này tên huyết bào đao khách trên người phát ra đi ra triệu lần đồng tử nhỏ bé hơi co lại, nghĩ không ra cái này tiết mãng bên người, dĩ nhiên sẽ có như thế một tôn tuyệt đỉnh cao thủ. Lâm tiên sinh, giết cái này cái cẩu hoàng đế, cái này đại tống triều chính là bản đại tướng quân vật trong túi. Tiết mãng ánh mắt mang theo cung kính, nhìn về phía bên cạnh huyết bào đao khách, vị này lâm tiên sinh, thế nhưng là hắn hao tốn giá thật lớn vừa rồi mời đến võ lâm cao thủ tu vi đạt đến tiên thiên cực trí cự ly đại tông sư cảnh giới cách chỉ một bước tiết đại tướng quân người đáp ứng chúng ta cửu u giáo sự tình có thể chớ quên lâm tiên sinh lườm tiết mãng một cái chợt lạnh lùng địa đạo yên tâm chờ ta làm hoàng đế cửu u giáo chính là đại tống triều quốc giáo tiết mãng vỗ bộ ngực cam đoan đạo vậy là tốt rồi Lâm tiên sinh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển tới triệu lân trên người, một sợi sát ý, đột nhiên từ hắn song mắt bên trong tuôn ra hiện ra. Vù, một thanh, thân hình hắn liền hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về triệu lân vị trí đột nhiên tiếp cận mà đi. Hộ giá, quách cương cùng đỗ thành hai người, gặp được cái này huyết bào đao khách xông tới, hai người cũng là cứng rắn ra đầu nghênh đón. Lâm tiên sinh trên mặt nổi lên một vòng mỉa mai chi ý, trong tay huyết đao chỉ là quét qua, một cỗ như như giải lụa đao mang quét ngang ra. Trực tiếp đem cái kia quách cương cùng đỗ thành hai người cho chém thổ huyết ngược lại bay ra ngoài. Triệu lân, người một cái tiểu xúc sinh, xuống cho nhi tử ta chôn cùng A. À. Tiết mãng khắp khuôn mặt là thống khoái chi ý, lập tức là hắn có thể nhìn thấy triệu lân đầu người rơi xuống đất tại đem Quách Cương cùng Đỗ Thành hai người đánh bay sau đó, cái kia Lâm Tiên Sinh đã là xuất hiện ở Long ỉ trước đó, lưỡi đao hướng về Triệu Lân cổ họng hung ác bổ quá khứ. Không được, Quách Cương cùng Đỗ Thành đều là biến xác nhưng mà ở nơi này Lâm Tiên Sinh đao mang, đang muốn đánh chúng ngự tọa bên trên Triệu Lân thời điểm, một đạo như tháp sắt thân ảnh, lại là bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người bàn tay lớn vồ một cái, đúng là đem hắn lưỡi đau cho sinh sinh địa nắm, động đậy không được. cái gì? Lâm Tiên Sinh kinh hãi, hắn liều mạng mà nghĩ muốn rút đau, nhưng là cái kia một cái đại thủ phảng phất kìm sắt đồng dạng, vô luận hắn ra sao dùng sức đều lay không động được mảy may. ở nơi này Lâm Tiên Sinh còn tại khiếp sợ thời điểm, hiển nhiên một đạo huyết sắc cự phù cũng đã chạm tới. Lâm Tiên sinh vội vàng vứt đao lui lại, cũng đã chậm nửa nhịp nửa bên đầu đều bị cái này một búa cho nạo đi. Bành chỉ còn lại nửa bên đầu thi thể bay ngược mà ra, tại tiết mãng trước mặt rơi xuống chết. Tiết mãng một bước gặp quỷ bộ dáng, một vị đạt đến tiên thiên cực trí cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ, cứ như vậy tùy tiện địa bị làm chết khô. Chẳng lẽ là đại tông sư cường giả? Tiết mãng trong lòng kinh hãi vô cùng, mặt xám như cho, chỉ có đại tông sư cường giả, mới nắm giữ bậc này thực lực kinh khủng. Hắn lạnh cả tim, lập tức liền co cẳng hướng về kim loan điện bên ngoài bạo vọt mà đi, đối bên trên bậc này cường giả khủng bố, chỉ có thể đào tàu. Chờ hắn chạy ra hoàng cung, triệu tập quân đội, đến thời điểm chết hay là triệu lân lấy tiết mãng tiên thiên cảnh giới tu vi, rất nhanh liền chạy trốn tới cửa đại điện, mắt thấy liền có thể chạy thoát. Nhưng là, cái này thời điểm, điển vi thân ảnh, cũng đã từ hậu phương giết tới, hắn hơn 10 người tâm phúc, đã trải qua toàn bộ bị trảm Huyết phủ phía trên, vết máu lốm đốm, tại tiết mãng lệch quá mức chốc lát, huyết phủ liền hướng lấy hắn mặt chém tới. Không, tiết mãng sắc mặt đại biến, trong hai mắt hiện ra kinh khủng vô cùng thần sắc răng rắc một thanh một giây sau hắn thân thể liền bị đánh thành hai nửa máu tươi vẩy ra nội tạng ruột chảy một đĩa đại tướng quân tiết mãng ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử quần thần đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí không ít người dọa đến có chút run chân đứng đều đứng không vững trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất mà lúc này long ghế dựa phía trên, Triệu Lân lại là nhếch miệng cười một tiếng, dò xét văn võ bá quan, ánh mắt mười phần băng hàn, căn cứ chẫm hiểu rõ, Tiết Mãng lần này mưu phản. Trong triều còn rất nhiều hợp mưu đồng đảng, hiện tại bọn hắn bên trong có rất nhiều người, liền đứng ở cái này triều đình phía trên. Thoại âm rơi xuống, siêu qua chín thành quan viên đều là thân thể một trận phát run. Hình bộ thượng thư triệu lân liếc qua cách đó không xa hình bộ thượng thư cái sau là bách quan bên trong còn thừa không nhiều không có cùng tiết mãng cấu kết người còn tính là đối hoàng thất bảo lưu lại một số trung tâm vừa rồi gặp tiết mãng ý đồ được xoán nghịch sự tình hắn thậm chí dự định bốc lên nguy hiểm tính mạng nhảy đi ra phản đối Dứt lời, Triệu Lân đem một quyển danh sách lấy ra ngoài, "Chậm nơi này có một phần danh sách là tối hôm qua tiết trung cung cấp đi ra toàn bộ phản đảng, ngươi dựa theo danh sách." Nguyên một đám đem bọn hắn bắt lại, toàn bộ chém đầu, là Hình bộ Thượng thư ra khỏi hàng, từ Triệu Lân trong tay nhận lấy danh sách. Nhưng mà, Hình bộ Thượng thư tiếp qua danh sách mở ra xem, lại là sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng còn không có cho phép hắn nói cái gì, "Phù phù, một thanh." cái kia cả triều văn võ bá quan dĩ nhiên siêu qua chín thành đều quỳ xuống hướng về triệu lân dập đầu bệ hạ thần các loại đều là thụ cái kia tiết mãng bức hiếp bất đắc dĩ mới khuất phục cho hắn dâm uy thần các loại tâm đều là hướng về bệ hạ a à, đúng vậy a à, cái kia tiết mãng nắm giữ lấy quân chính quyền hành hắn lời nói chúng ta nào dám không nghe a à. bệ hạ thần các loại chẳng qua là cùng hắn tùy tiện ứng phó tuyệt không phản tâm a à nhiều như vậy triều thần đều đầu nhập tiết mãng hình bộ thượng thư ngược lại hít một hơi lạnh khí triệu lân cho hắn ở đâu là cái gì danh sách căn bản chính là giấy trắng phía trên một cái tên đều không có không nghĩ đến lại lập tức moi ra nhiều như vậy cái gọi là đồng đảng đi ra đây chính là các ngươi cấu kết tiết mãng lý do thái hậu tức giận đến nổi trận lôi đình ngón tay run dày địa chỉ quần thần trong mắt sát ý bừng bừng nên giết các ngươi toàn bộ đều nên giết chỉ có triệu lân có chuẩn bị tâm lý hắn đã sớm ngờ tới quần thần làm phản mười phần sao sao hôm qua hắn hỏi qua quách cương cùng đỗ thành đại khái trong lòng hiểu rõ giết không thể giết nếu là giết hết toàn bộ triều đình liền không người khanh các loại là chung là gian, chậm vậy phân biệt không được, nhưng là chậm biết rõ, bây giờ là quốc gia nguy nan thời khắc, chịu bỏ tiểu gia mà lớn nhất người nhà, nhất định là trung thần. Triệu lần ánh mắt dò xét quần thần một cái, nhàn nhạt địa đạo. Bằng không thì, các ngươi muốn chậm như thế nào tin tưởng, các ngươi không phải thật sự nghĩ giúp tiết mãng mưu triều xoán vị. Quần thần nghe vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cái gì gọi là bỏ tiểu ra mà vì mọi người lão thần nguyện ý quyên ra toàn bộ gia sản, đền đáp quốc gia. Còn đang tại bọn hắn còn tại lý giải triệu lân ý trong lời nói lúc thái sư cổ nhân đã trải qua hướng về triệu lân lễ bái, đại nghĩa lẫm nhiên địa đạo. Cổ nhân sau lưng, quần thần con mắt tức khắc sáng lên. Không hổ là thái sư. Cái này hiểu rõ thánh ý công phu quả nhiên không phải thường nhưng là, muốn giao ra toàn bộ gia sản, vẫn là khó tránh khỏi nhường bọn hắn cảm thấy có chút thịt đau. Bọn hắn những người này, làm nhiều năm như vậy triều thần, cái nào không phải vốn liếng giàu có, giàu đến chảy mỡ, thoáng một cái đều góp, cái kia cả đời này không được đều làm không công. Ta có thể triệu hoán chư thiên thần ma a mạn đáp tam quốc sứ thần. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Ân chỉ có lão thái sư một người tinh trung báo quốc sao triệu lân khẽ trao mày chợt xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng uống đạo hình bộ thượng thư hiện tại liền dựa theo trên danh sách người đến nguyên một đám săn bắt quyên triệu lân vừa dứt lời quần thần đầu liền điểm giống như cái sàng một dạng thần các loại đều quyên quốc gia gặp nạn bất quá là một chút gia tài mà thôi thần các loại sao lại tiếc rẻ ngoài miệng nói nghĩa chính ngôn từ nhưng là quần thần tâm đều đang nhỏ máu bọn hắn tích lũy cả một đời tài phú thậm chí còn có bọn hắn ba ba ra ra tổ tông tích lũy tài phú hôm nay thoáng cái mất giáo không được qua làm sao vậy so mất mạng mạnh a à, lấy tiết mãng ngập trời quyền thế tăng thêm tiên thiên cảnh giới thực lực cuối cùng là kết quả gì còn không phải đầu người rơi xuống đất cho nên, quần thần không có người nào phản kháng, toàn bộ đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Triệu lân nhìn qua cả chiều yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, trong lòng mười phần hài lòng. Quần thần trong mắt đều còn lưu lại một tia run dày chi sắc, bọn hắn phát hiện, trước mắt vị thiếu niên này bệ hạ, biến cùng thường ngày không giống nhau. Như vậy lôi đình thủ đoạn, cái nào giống một cái 13 tuổi oa oa a, à, hoàng đế nhất nộ, đại tướng quân tiết mãng bị chảm, đại tông sư hoành không xuất thế. Cái này đại tống triều, sắp thay người lãnh đạo rồi a, à, triệu lân ra lệnh một tiếng, đoạt lại bách quan tài sản hành động, cấp tốc hừng hực khí thế triển khai. Vẻn vẹn một cái hình bộ thượng thư, còn không đủ để nhường bách quan thành thành thật thật địa giao ra gia sản, bởi vậy triệu lân nhường cấm quân hiệp trợ, một khi phát hiện có lừa gạt người. Hết thảy nghiêm trị, thậm chí liên lụy tam tộc. Lần này, triều thần toàn bộ đều đang hoang. Vì tiền tài mà mất mạng, không có lợi lắm. Kể từ đó, lần này đoạt lại hành động, không thể nghi ngờ tiến hành 10 phần thuận lợi. Sau 5 ngày, tảo triều triều đình phía trên bách quan bên trong tuyệt đại đa số người đều là khổ khuôn mặt mấy ngày nay bọn hắn có thể nói là hung hăng địa đại xuất huyết một phen vốn nghĩ cầm giữ lập tiết mãng thành lập tân triều bọn hắn có thể từ đó mò điểm chỗ tốt thăng quan tiến tước không nói chơi ai có thể nghĩ tới tiết mãng phản loạn dễ dàng như vậy liền bị trấn áp hiện tại còn hại được bọn hắn tổn thất thảm trọng những cái này trong lòng người, đều đã sớm đem tiết mãng cho mắng trăm ngàn lần. Lúc này, hình bộ thượng thư đang hướng triệu lân tiến hành báo cáo. Bệ hạ, cái này mấy ngày, thần dẫn người xử lý thái sư cổ nhân cùng 148 danh quan viên gia sản, tổng cộng thu hoạch được hiện ngân hơn 400 vạn lượng, ruộng tốt 20 vạn mẫu. Hào trạch hơn 30 chỗ, cộng thêm đồ cổ châu báu vô số, hình bộ thượng thư 10 phần cung kính địa đạo cái này vừa nói không ít quan viên đều là ngẩng đầu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi bọn hắn chỉ biết rõ bản thân giao nhiều thiếu gia sinh lại cũng không biết tổng số dĩ nhiên đạt đến như thế khoa trương cấp độ triệu lân nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống những cái này tương đương thành ngân lượng hết thảy nhiều thiếu bệ hạ chỉ ít ba nghìn vạn lượng bạch ngân hình bộ thượng thư khom người nói ra ba nghìn vạn lượng triệu lân trong mắt đột nhiên nổi lên một vòng hàn ý phải biết đại tống triều đỉnh phong thời kỳ một năm hàng năm mới một nghìn vạn lượng đó còn là đỉnh phong thời kỳ hiện tại đại tống triều một năm liền ba trăm vạn hai cũng chưa tới thoáng một cái từ những quan viên này trên người lại chiếm được ba nghìn vạn lượng bạch ngân là bây giờ đại tống triều hàng năm không chỉ gấp mười lần ghê tởm hơn là trước đó tiền tuyến khuyết thiếu quân lương mà quốc khố trống rỗng thế là hắn và thái hậu hô hào quần thần quyên tiền kết quả bách quan đều nói bản thân không có tiền cuối cùng tổng cộng mới quyên được bạch ngân hơn 10 vạn lượng quả thực là hạt cát trong sa mạc đây là vô cùng châm trọng triệu lần hít mắt lại mấy cái này quan viên thật sự là đại tống chiều sâu mọt a à, triều đình huyết hoàn toàn bị bọn hắn hút sạch từng cái gia tài bạc triệu lại với đất nước không một chút cống hiến cái này còn không phải toàn bộ những quan viên này khẳng định còn dùng một số thủ đoạn che giấu bộ phận tài sản hơn nữa giấu giếm bộ phận mới là đầu to có thể nghĩ những cái này văn võ bá quan cỡ nào có tiền nhưng là triệu lân mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng là cũng không có lập tức làm khó dễ mà là cười nhạt nhìn qua quần thần đạo Nhìn đến những năm này, chúng ái khanh đều mò được không ít a. À. Nghe được cái này mà nói, người thái sư kia cổ nhân đám người đều là cuống quýt quỳ xuống, bệ hạ ngàn vạn không muốn hiểu lầm, đây đều là thần các loại tổ tiên tích lũy xuống đến gia sản. Tuyệt không phải lai lịch bất chính a, à, đúng vậy a, à, đây đều là tổ tông gian khổ phấn đấu đánh xuống cơ nghiệp, thần các loại chưa từng có cầm qua triều đình một châm một đường a. À thần các loại đã đem toàn bộ gia sản đều quyên hiến tặng cho triều đình bây giờ đã là nhà chỉ có bốn bức tường hai tay áo gió mát không sai nếu là bệ hạ không tin mà nói có thể phái người đến cha liền biết thần các loại nói tuyệt không nửa câu nói ngoa còn lại văn võ bá quan cũng là nhao nhao phụ họa đạo Triệu Lân trong lòng âm thầm cười lạnh, tất nhiên lời đều nói đến mức này, những cái này ra hỏa khẳng định là đã đem tài sản rời đi, đồng thời đã trải qua làm được giọt nước không lọt. Coi như hắn nhường hình bộ thượng thư lại cha, chỉ sợ vậy cha không ra thứ gì đến. Vậy còn cha sao? Đương nhiên muốn cha, hơn nữa còn là cha rõ, một cái đều không thả qua. Chỉ bất quá không phải hiện tại bây giờ đại tống triều rất nghiêm trọng là ngoại hoạn nếu bây giờ đại quy mô nghiêm túc triều cương sẽ dẫn phát nội bộ dung truyền cho nên cho dù trong lòng biết những quan viên này từng cái đều là sâu mọt triệu lân vậy không có ý định hiện tại động bọn hắn hắn thân làm đại tống triều hoàng đế đầu tiên cân nhắc là một nước tồn vong hưng suy mà cũng không phải là mấy cái tham quan ô lại tính mệnh trước mắt cái này 3.000 vạn lượng bạc đã trải qua có thể giải quyết quân phí khẩn cấp. Cũng có thể bỏ tiền cho điển vi, huấn luyện được nhiều hơn dũng tướng vệ sĩ đi ra. Dũng tướng vệ sĩ, đã là tinh nhuệ, khẳng định cần đập đại lượng tài nguyên, mua sắm tinh lương vũ khí trang bị, những cái này đều cần tiền. Nhưng là, chỉ cần có thể luyện đi ra, chi quân đội này liền có thể không đâu địch nổi. Quét qua bây giờ đại tống triều xu hướng suy tàn. Đúng lúc này thời gian, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Bệ hạ cấp tốc một đạo bối rối thanh âm, phá vỡ Triệu Lân suy nghĩ. Triệu Lân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên lính liên lạc, máu me khắp người địa quỳ trên mặt đất, vội vàng đạo. Liệt Hỏa Đế quốc Tây Nhung quốc cùng An Nam quốc 30 vạn đại quân đến công, đóng tại Tử Dung Quan thủ tướng Tiết Hồng đã xuất lĩnh 5 vạn quân phòng thủ đầu hàng đại quân chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hướng nhai sơn thành mà đến vừa dứt tiếng toàn bộ triều đình phía trên nháy mắt sôi trào địch quốc đại quân liền nhanh như vậy đến hơn nữa duy nhất bình chướng tử dung quan thậm chí ngay cả chống cự đều không có chống cự trực tiếp liền đầu hàng phải làm sao mới ổn đây trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng đáng chết này tiết hồng thật không có cốt khí năm vạn đại quân thế mà cứ như vậy binh không được huyết nhận địa đầu hàng có biện pháp gì cái này tiết hồng là tiết mãng đường đệ tiết mãng chết hắn cái nào còn có thể hội hiệu chung triều đình sớm biết rõ có lẽ sớm chút đem người này bỏ cũ thay mới liền sẽ không có hôm nay họa a à, quần thần nghị luận ầm ĩ hối hận cuống quýt đối với cái này triệu lân lại là từ chối cho ý kiến nếu có thể bỏ cũ thay mới hắn đã sớm động thủ tiết hồng là một quân thống xoáy xuất quân chấn thủ tử dung quan nguyên lai like chỉ có tiết mãng có thể tiết chế hắn hiện tại tiết mãng chết trong thời gian ngắn không có khả năng bỏ cũ thay mới được rồi tiết hồng chức vụ như tùy tiện động thủ chỉ có thể bước phản người này bất quá bây giờ nhìn đến kết quả đều như thế bệ hạ tiết hồng một đầu hàng ta đại tống triều đã không có có thể chiến chi binh vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cầu hòa mới có một dây sinh cơ thái sư cổ nhân đứng đi ra chỉ có thể cầu hòa không cầu hòa liền là họa mất nước hai hại cùng nhau quyền lấy hắn nhẹ a à, quần thần nhau nhau gật đầu cầu hòa triệu lân trong lòng cười lạnh đối với cái này giúp đồ hèn nhát đại thần hắn đã trải qua thất vọng đến cực điểm Bệ hạ, đúng lúc này thời gian, ngoài điện lại truyền tới một đạo tiếng hô to. Liệt hỏa đế quốc Tây Nhung quốc An Nam quốc Tam quốc Sứ Thần, đã đến bên ngoài thành, thoại âm rơi xuống, nâng hướng bạo động. Tam quốc Sứ Thần, dĩ nhiên đến như vậy nhanh. Đồng thời, bách quan trong mắt nhao nhao giấy lên một tia hy vọng, cái kia Tam đại quốc lúc này điều động Sứ Thần đến đây, khẳng định là đến hòa đám bằng không mà nói trực tiếp đại quân mở tới là được rồi còn phái cái gì sứ thần ngự tọa bên trên triệu lân phất phất tay tuyên